Xin chào mọi người, tập trước là trận solo tranh tài xem ai giành được chiến thắng. Bất kể là nguyên nhân như thế nào thì người thắng vẫn sẽ là người đúng. Dưới sự chứng kiến của rất nhiều cường giả lẫn sâu kiến, Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên đã không khiến mọi người thất vọng. Cả hai tạo ra trận chiến vô cùng mãn nhãn. Để chốt lại cuộc tỷ thí này, hai người quyết định all in một lần. Nạp Lan Yên Nhiên sử dụng đấu kỹ phong chi cực do sư phụ Vân Vận chỉ dạy, còn Tiêu Viêm vẫn như cũ lấy ra át chủ bài Phật Nộ Hòa Liên phiên bản tiểu hình. Đầu kỹ vừa ra, thiên địa linh khí bị kéo tới không ngừng, bầu trời cũng không chịu ngồi yên nữa, mây đen ồ ạt kéo tới, đi cùng đó là sấm chớp rền vàng. Đây mới chỉ là đấu kỹ huyền cấp mà thôi, phía trên còn có cấp địa và cấp thiền, cũng chẳng biết đấu kỹ thiền cấp sẽ tạo ra động tĩnh như thế nào nữa. Uy áp mà cả hai tạo ra quá mạnh, Vân Lăng Đại Trưởng Lão ra lệnh cho chúng đệ tử hộ thuẫn tạo thành một kết giới che chắn. Sau một hồi vòng vo thì hai người cũng xuất chiều. Người ta thường nói thắng bại là tại kỹ năng, nhưng trong trường hợp này thắng bại là do đấu kỹ. Phần nổ hỏa liên cỡ nhỏ dễ dàng bức lùi đấu kỹ huyền sao cao cấp của Nạp Lan Yên Nhiên và cuối cùng tạo ra một vụ nổ bao phủ toàn bộ quảng trường. Chiêu thức của Nạp Lan Yên Nhiên giống như bị một gáo nước lạnh dội vào, hoàn toàn bị biến mất. Tất cả chỉ còn lại bóng dáng của một đóa hoa sen khổng lồ. Uy áp mạnh mẽ lan ra bên ngoài khiến mọi thứ xung quanh bị chấn động. Lớp kết giới do các đệ tử ngưng tụ rất nhanh cũng có dấu hiệu vỡ nát. Ngay lập tức, Vân Lăng liền hạ lệnh ra tầng kết giới, kể cả gia hình thiên cũng phải ra tay trợ giúp phòng thủ. Ở bên phía dưới quảng trường, Tiêu Viêm lấy ra đấu kỹ phi hành rồi lao lên không trung, hướng thẳng tới vị trí của Nạp Lan Yên Nhiên. Nếu chiến đấu ở trên không, Nạp Lan Yên Nhiên chắc chắn sẽ mất đi ưu thế, nàng đương nhiên sẽ không linh hoạt bằng Tiêu Viêm được. Tới đây thì đại trưởng lão cũng phải sắm mặt lại. Trước đó lão còn tự ý mời các gia tộc khác tới quan chiến nhằm trợ giúp thiếu tông chủ lập uy, vậy nhưng hiện tại tình hình đã vượt quá khống chế. Thiếu tông chủ mà thua, mặt mũi của Vân Lam Tông chắc chắn sẽ bị giảm sút. Cái này chẳng khác nào là tự vả vào mặt mình. Đúng lúc Vân Lăng đang lo lắng thì Cát Diệp lên tiếng, bộ dáng hắn vô cùng hoảng sợ, thân là một chấp sự trong tông mà lúc này lại mất hết hình tượng. Bị tra hỏi, hắn lập tức chỉ tay về phía Tiêu Viêm, hiển nhiên là hắn đã hoàn toàn nhận ra tiểu tử kia chính là vị đấu hoàng thần bí ngày trước. Về phía Tiêu Viêm, hắn lúc này hoàn toàn chiếm được ưu thế, Nạp Lan Yên Nhiên bị đánh cho rớt xuống. Trong lúc đang rơi tự do, nàng vẫn không quên vung kiếm tạo ra rất nhiều kiếm khí. Nhờ vào tốc độ của mình, Tiêu Viêm dễ dàng lặng lách né tránh và rất nhanh đã tới trước mắt của Nạp Lan Yên Nhiên. Ngay sau đó là một phần cảnh quay chậm còn hơn cả cô dâu 8 tuổi. Mọi chuyện tới đây cũng đã kết thúc. Nạp Lan Yên Nhiên thẫn thờ, nàng không thể tin nổi rằng mình bị thất bại. Đây liệu rằng có phải là sự trả thù của Tiêu Viêm? Nàng tự tay tới Tiêu Sao hủy hồn, rồi sau đó lại bị động tâm bởi một nam nhân hư ảo xuất sắc do Tiêu Viêm thủ vai chính. Sự thật quá khắc nghiệt, phế vật năm đó xem thường lại có thể chân chính khiến nàng nhìn với con mắt khác. Tuy nhiên, nếu như thời gian được quay lại một lần nữa, nàng vẫn sẽ tới Tiêu Gia tử hồn. Hôn nhân của nàng không cần người khác làm chủ, sống cùng một người xa lạ cả đời, Nạp Lan Yên Nhiên hoàn toàn không làm được. Điều này Tiêu Viêm cũng không phủ nhận, chỉ là Nạp Lan Yên Nhiên đã làm sai cách. Trước khi hắn tung đòn quyết định thì Vân Lăng đã truyền âm tới. Lão mong rằng Tiêu Viêm sẽ nể mặt Vân Lam Tông nhường thiếu tông chủ vài phần. Sau này Vân Lam Tông nhất định sẽ cho hắn lời cảm ơn hài lòng. Tuy nhiên, Tiêu Viêm lại làm như không nghe thấy, cánh tay mang theo hỏa diễm nóng bỏng đánh lên người Nạp Lan Yên Nhiên. Nếu là đòn công kích bình thường, Nạp Lan Yên Nhiên có lẽ còn có thể dãy dụa một lát nữa. Vậy nhưng công kích này lại kèm theo dị hỏa, cho dù có đấu khí khải giáp phòng ngự thì cũng bị thương. Thân thể nàng cứ như vậy không tự chủ rơi xuống. Các đệ tử nhìn thấy điều này liền há hốc mồm không còn nói được lời nào. Vân Lăng Đại Trưởng Lão tức giận đập tay xuống ghế, tiểu tử đúng là đáng chết. Nạp Ban Kiệt cũng không giấu nổi bình tĩnh, thân thể lao đảo lùi về sau. Trong khi đó, Pháp Mã cùng Gia Hình Thiên lại tấm tắc gật đầu khen ngợi. Tuổi còn trẻ đã trở thành đại đấu sư, tiểu tử này không đơn giản, đợi thêm một thời gian nữa, thành tựu sẽ khôn lường. Thân thể Nạp Lan Yên Nhiên rơi xuống cũng là lúc tờ giấy bỏ vợ mà Tiêu Viêm đã viết bị rơi ra. Hắn giơ tay cầm lấy rồi chăm chú đọc lại, cánh tay cũng không quên giơ ra, cách không đỡ lấy Nạp Lan Yên Nhiên đang tuyệt vọng. Nạp Lan Yên Nhiên từ từ đứng dậy, nàng chấp nhận kết quả này. Chuyện năm đó đến Tiêu Gia tử hồn, cách làm quả thật không thỏa đáng. Nàng hy vọng sau này Tiêu Viêm giúp mình truyền lời xin lỗi tới Tiêu Thúc Thúc. Dựa theo ước định năm đó, Nạp Lan Yên Nhiên vốn nên làm nô tỳ, nhưng vì thanh danh của tông môn nên không thể làm như vậy được. Nói rồi Nạp Lan Yên Nhiên lập tức cầm lấy vũ khí rồi quyết định một kiếm tất sát kết liễu cuộc đời mình. Chỉ là Tiêu Viêm đã nhanh như chớp ngăn cản, ước hẹn đã kết thúc, hắn cũng giành lại được công lý, nợ nần cũng thanh toán xong. Lời hứa trên giấy cũng không có nhiều ràng buộc. Sau này Nạp Lan Yên Nhiên và Tiêu Gia sẽ không còn quan hệ nữa. Đi cùng lời tuyên bố đó, tờ giấy có đóng dấu bàn tay của hắn cũng bị đốt thành tro bụi. Mọi việc đã xong, hắn cũng không ở lại thêm nữa. Nhưng vừa đi được mấy bước thì Vân Lăng đã lên tiếng mời Tiêu Viêm dừng bước. Vân Lam Tông có một chuyện cần hắn nghiệm chứng. Tiêu Viêm nghe xong cũng dừng lại. Mọi người nghe vậy được một phen tò mò. Bị người giữ lại, Tiêu Viêm vẫn thản nhiên hỏi thầm.
và Diệp đem mọi chuyện kể lại cho đại trưởng lão. Hắn khẳng định chắc chắn tiểu tử này chính là cường giả thần bí đấu hoàng kia. Mấy tháng trước, chấp sự ngoại môn Mặc Thừa của Vân Lam Tông bị hãm hại. Tiêu Viêm nghe tới đây, bộ mặt vẫn thản nhiên như không biết. Ca Diệp nhận lệnh đứng ra kể lại, ngày Mặc Thừa bị giết, hắn cùng với thiếu tông chủ tới Mặc Gia chúc thọ. Lúc đó chính mắt thấy hai tên đấu hoàng xông vào thọ yến. Tuy rằng hắn cùng với thiếu tông chủ rời đi trước, vậy nhưng sau đó vẫn tận mắt nhìn thấy đấu kỹ mà đấu hoàng thần bí sử dụng để giết Mặc Thừa cực kỳ giống với đấu kỹ Tiêu Viêm ban nãy sử dụng. Nói rồi hắn lập tức kết luận đấu hoàng thần bí giết chết Mặc Thừa chính là Tiêu Viêm. Mọi người nghe xong mặt mũi đều ngơ ngác, giống như chưa kịp tiếp thu, mà Nạp Lan Yên Nhiên thì lại càng bất ngờ. Đáp lại những lời vừa rồi, Tiêu Viêm mặt không chút đổi sắc phủ nhận. Dù sao người Ca Diệp nói tới là cường giả đấu hoàng, bí mật này chưa có người biết tới, nên hắn lập tức đem ra làm lý do bác bỏ. Bị đối lý, Vân Lăng tiếp tục quay sang phía Nạp Lan Yên Nhiên. Ngày đó nàng cũng xuất hiện, tuy rằng chưa từng thấy dung mạo của đối phương, nhưng có lẽ cũng biết được một vài đặc điểm nhận rằng. Sau thoáng chốc suy nghĩ, Nạp Lan Yên Nhiên cũng lắc đầu, dường như nàng biết chuyện gì đó, nhưng để bảo vệ nam chính nên đã không nói. Ca Diệp lại bổ sung thêm, hắn nhớ rằng trong đấu kỹ của vị đấu hoàng thần bí lúc trước còn có trộn lẫn một loại hỏa diễm màu trắng cực kỳ khủng bố. Những người khác nghe xong đều ngạc nhiên, trong lần đại hội luyện dược sư, Tiêu Viêm đúng là sử dụng một loại hỏa diễm màu trắng. Pháp Mã khẳng định đó là một loại dị hỏa. Hai ba đồng nghe tới đây cũng thở dài ngắn ngẩm. Về phần Tiêu Viêm, hắn lại càng được một phen gấp gáp. Những lời ban nãy Pháp Mã nói ra cũng đến được tai của Vân Lăng, cho nên lão lập tức chốt lại kết quả. Tuy nhiên, Tiêu Viêm vẫn như cũ phủ nhận, cũng đồng thời phủ sạch mối liên quan tới cái chết của Mặc Thừa. Trong chuyện này, hắn tất nhiên không thể thừa nhận được, dù chỉ là một chút liên quan cũng sẽ bị giữ lại nhằm phục vụ mục đích điều tra. Chuyện tiếp theo phải xảy ra đó là bị khám một cái tội danh để có thể nhốt Tiêu Viêm đến cuối đời. Cái chết của chấp sự ngoại môn không quá to tát, nhưng giữ Tiêu Viêm ở lại thì lại là chuyện lớn. Vừa trả thù mặt mũi bị mất, hơn nữa trên người hắn cũng có quá nhiều bí mật không thể bỏ lỡ, trong đó phải kể tới dị hỏa, đấu kỹ phi hành hay Phật nộ hỏa liền. Tiêu Viêm sau khi phủ nhận liền quay xe bỏ đi. Vân Lăng thế vậy vẫn kiên quyết, cho tới khi cái chết của Mặc Thừa chưa được điều tra rõ hung thủ, thì tiểu tử này chưa được rời đi. Lão hạ lệnh cho đội chấp pháp về bắt, vừa dứt lời một đám chấp pháp đã nhanh như chớp bao vây nam chính. Nhưng bọn chúng còn chưa kịp làm gì đã bị đánh bại. Tiểu tử này quá cứng hãn, lão vội vã ra lệnh cho người ngăn cản. Tiêu Viêm sử dụng đấu kỹ phi hành định bay đi, vậy nhưng lập tức bị ba tên đấu vương chặn lại. Ba cường giả đấu vương vây bắt một mình Tiêu Viêm, xem ra lần này Vân Lam Tông thực sự muốn giữ hắn ở lại rồi. Tiêu Viêm nhờ có dị hỏa nên dễ dàng thoát khỏi khống chế, sau đó dựa vào địa hình hiểm trở né tránh. Tuy nhiên, đuổi theo hắn chính là đấu vương hàng thật giá thật. Ngay cả Gia Hình Thiên cũng phải lên tiếng cảm thán. Ba lão già kia xuất thủ, cho dù là lão thì cũng phải bị vây khốn một trận. Nếu như tiểu tử này không lấy ra thực lực để giết Mặc Thừa khi đó, vậy thì hôm nay cũng chỉ có thể ở lại Vân Lam Tông rồi. Nói rồi Gia Hình Thiên chuyển ánh mắt về phía Pháp Mã hội trưởng hỏi thăm. Dù sao Tiêu Viêm cũng là trưởng lão danh dự của công hội luyện dược sư, chẳng lẽ lão ta không muốn ra tay hỗ trợ? Pháp Mã nghe những lời này cũng chán nản, trợ giúp Tiêu Viêm cũng đồng nghĩa rằng lật mặt với Vân Lam Tông. Trước mắt cứ tạm thời quan sát, về sau sẽ đích thân tìm Vân Tông chủ để nói chuyện thương thảo. Gia Hình Thiên nghe xong mỉm cười chế giễu, Pháp Mã đã lựa chọn từ bỏ Tiêu Viêm còn đang mịt mờ ở phía trước, chứ không muốn đối đầu với Vân Lam Tông, đây là một nút đi an toàn. Trước thế bánh mì kẹp thịt, Tiêu Viêm rất nhanh cũng bị bao vây ba phía. Ba lão gia đồng loạt hợp sức kết trận tạo ra một kết giới hình tam giác về khổ nam chính ở bên trong. Tiêu Viêm sử dụng hết cách, từ huyền trọng xích tấn công lẫn sử dụng dị hỏa đều không thể làm cho bức tường kia bị chút chảy xước nào. Vân Lăng dường như đã sớm đoán được kết quả nên mỉm cười đắc chí. Nạp Lan Kiệt nhìn thấy điều này cũng không cam lòng, lão đứng dậy định làm gì đó, vậy nhưng sau thoáng chốc suy nghĩ liền ngồi xuống, vẻ mặt bất lực. Lúc này tình trạng của Tiêu Viêm đã là cá nằm trên thớt, chỉ trực chờ bị người khác cắt xẻ mà thôi. Tuy nhiên, tại nơi này vẫn còn nhân tố ảnh hưởng tới kết quả mà hầu hết Vân Lam Tông cùng những đại gia tộc đã bỏ qua, đó chính là Hai Ba Đồng. Hai Ba Đồng vừa ra tay, nhiệt độ xung quanh cấp tốc giảm xuống. Suốt thời gian ở bên cạnh Tiêu Viêm, lão đã tận mắt chứng kiến quá nhiều bất ngờ do tiểu tử này tạo ra. Biết tiềm năng của hắn vô cùng lớn, thành tựu sau này chắc chắn sẽ vượt qua phạm vi của Sa Mã Đế Quốc để vươn ra thế giới. Thay vì ngồi yên như Pháp Mã và Gia Hình Thiên cùng những người khác, thì Hai Ba Đồng lại tấp tay đặt cược vào Tiêu Viêm, cửa bé ăn to cũng dễ giàu. Chỉ thoáng chốc, kết trận cũng bị một lớp băng lạnh bao phủ, khí lạnh dần dần ngưng tụ thành hình và ngay sau đó, thân ảnh của Hai Ba Đồng cũng hiện ra trước mặt. Tới đây thì tập phim đã hết rồi, hẹn gặp lại mọi người vào tập tới nhé!